Xin chào cả nhà, mời cả nhà mình cùng lắng nghe một vài câu chuyện cười vui để giải trí nhé. Đã tháo ra chưa? Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói ở Sài Gòn có nhiều thú ăn chơi vui lắm, hai thằng bạn nhà quê rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang ở khu Huyền Trân Công Chúa mãi thì hai chú cũng kiếm được một em và kéo vào nhà nghỉ. Sau một hồi khởi động, em mới móc ra hai cái gói ok nhỏ nhỏ đưa cho hai anh. Ngắm nghía một hồi không biết làm gì, một anh đành gãi đầu hỏi thật. Cái bong bóng này dùng làm gì em? Cái này á, các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy. Ây chà, thế mà đết biết. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Một năm trôi qua, Noel lại đến. Hai anh bạn gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ. Mày bỏ cái ok ấy ra chưa? Chưa. Thế còn mày? Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi, anh em mình bỏ ra đi, kệ mẹ con ấy nó có chữa. Sự thật đắng lòng của việc lên chức. Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp, sau một hồi hàn huyên ôm lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi, này, cậu nhận công việc mới thế nào? Cũng bình thường thôi, nhưng 70 người làm việc dưới chân của tớ. Chúc mừng cậu, cậu được lên chức rồi à? Quản đốc hay là phó quản đốc thế? Đâu có, vẫn chân trắng thôi, nhưng hiện tại tớ làm việc ở trên tầng 3. Mánh khóe yêu gái đẹp mà không tốn tiền. Một người đàn ông cùng với người mẫu thời trang xinh đẹp bước vào một trong những cửa hàng bán đồ lông thú đắt tiền nhất. Người đàn ông nói với nhân viên bán hàng, hãy cho người phụ nữ của tôi xem chiếc áo khoác lông chồn đắt nhất của anh. Anh ta mang một chiếc áo khoác lông chồn tuyệt đẹp. Cô người mẫu mặc vào và nói, chiếc áo này rất là phù hợp với em. Chiếc áo lông thú này có giá là 30.000 rúp. Người bán hàng nói, không vấn đề gì, tôi sẽ viết sếp ngay bây giờ. Vâng thưa ông, hôm nay là thứ bảy. Ông có thể nhận áo khoác lông thú của mình vào thứ hai, sau khi sếp đã được xác nhận tại ngân hàng. Người đàn ông và mỹ nhân rời đi. Vào thứ hai, anh ta xuất hiện ở cửa hàng. Nhìn thấy ông ta, người bán hàng, đỏ mặt giận dữ. Ông không cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện ở đây sao? Không có gì trong tài khoản ngân hàng của ông cả. Người đàn ông nói, tôi chỉ ghé qua đây để cảm ơn, vì anh đã giúp tôi có một trong những đêm tuyệt vời nhất của cuộc đời. Dầu mới dằn mặt cả nhà chồng. Buổi tối đầu tiên sau đám cưới tại gia đình nhà chú rể, mọi người nồng nhiệt chào đón cô dâu mới về nhà. Trước mặt đông đảo họ hàng nhà chú rể, cô dâu nhỏ nhẹ nói, con chào tất cả mọi người trong gia đình. Con rất cảm ơn mọi người đã tiếp đón con vào gia đình mới và thật là nồng nhiệt và vô cùng ấm cúng. Trước hết thì con xin mọi người hãy an tâm sự gia nhập của con không làm xáo trộn đời sống và công việc hàng ngày bao lâu nay của gia đình ta. Ông bố chồng nghe thế liền hỏi, ý của con là như thế nào? Cô con dâu nhỏ nhẹ trả lời, dạ thưa bố, ý của con muốn người nào rửa chén đĩa thì vẫn tiếp tục rửa chén đĩa, người giặt là quần áo thì vẫn hãy giữ nguyên, ai mà đi chợ nấu ăn thì cũng xin đừng vì có sự có mặt của con mà ngưng công việc,
Còn ai mà trước nay lo việc lau nhà, quét dọn, vệ sinh phòng ốc thì vẫn cứ tiếp tục làm đi ạ. À. Bà mẹ chồng nghe thế thì lên tiếng. Thế cô đến gia đình này để làm gì? Cô con dâu bình tĩnh trả lời. Dạ thưa mẹ, phận con ấy à, con đến đây để làm vui lòng người con trai độc nhất của mẹ đấy ạ. À. Trả thù tình địch bằng việc bán xe Mercedes giá 1 đô. Tôi đọc được mẫu quảng cáo. Muốn bán xe Mercedes-Benz giá vô cùng rẻ, chưa từng có. Chỉ vỏn vẹn lấy 1 đô. Quảng cáo đã đăng liền mấy ngày, nhưng ai cũng nghĩ đó là chuyện khôi hài, nên không một người nào hỏi mua, món hàng vẫn cứ ế dài dài. Bản tính tò mò nên tôi đến nơi để thăm dò. Gặp được ngay người bán là một người đàn bà có tuổi. Tôi mới hỏi bà, giá đó thật ư? Sao lại không cơ chứ? Ông đưa tôi 1 đô là đủ. Cái xe hiện để ở trong gara. Xe thuộc đời 2019 và tôi rất ít khi dùng đến nó. Mới chạy được có khoảng 100.000 cây số. Nước sơn vẫn y nguyên, bóng loáng, giấy tờ sẵn sàng để ký ngay. Chìa khóa 2 chiếc còn đầy đủ đây này. Sau khi tôi đưa tiền thì bà chủ tuyên bố, 1 đô la tôi nhận rồi, và thế là chiếc xe đổi chủ từ nay. Lúc đó tôi sướng như điên, nhưng quá tò mò nên mới hỏi bà chủ, bán rẻ thế bà không cần tiền hả? Bà chủ xe nở nụ cười buồn. Không phải là như vậy đâu ông, tôi chỉ làm đúng theo di chúc của ông chồng tôi, ổng mới tự trần. Ổng ghi rõ, tiền bán chiếc xe được bao nhiêu tất cả thuộc về cô thư ký riêng, trẻ và rất là đẹp mà ổng mới nhận vào làm tháng trước. Gọi dịch vụ trai đẹp massage và cái kết oái âm. Đây là câu chuyện ái âm của cô nàng Nataha trong một ngày cô đơn ở thành phố lạ. Tuần trước, tôi đã ở lại một trong những khách sạn đẹp nhất và cảm thấy rất là cô đơn. Tôi nghĩ tại sao mình không gọi cho mình một trong những anh chàng trong tờ quảng cáo có tiêu đề là che chở và massage gợi cảm. Tôi lật vài trang và tìm thấy Ivan. Anh ta có cơ bắp khổng lồ, săn chắc, mái tóc xoăn dày, đôi chân dài mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ và cơ bụng sáu múi. Thấy quái nào là một siêu phẩm như vậy lại lạc vào đây được chứ? Tôi nghĩ và ngay lập tức quyết định gọi cho anh ấy ngay. Xin chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà? Chúa ơi, giọng anh ấy gợi cảm quá mà. Không để lý trí làm mù bởi sự hào hứng, tôi lập tức lên đòn nặng. Này, tôi nghe nói rằng anh massage rất tuyệt vời, vì vậy tôi muốn mời anh đến phòng tôi một buổi. Không, tôi phải thành thật với anh, tôi chỉ có một mình ở trong thành phố này và tôi thật sự muốn làm điều gì đó vui vẻ. Vậy nên ngay bây giờ, hãy mang theo đồ chơi hay bất cứ thứ gì anh yêu thích và tới đây. Anh ấy mới nói, ôi trời, nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng để thực hiện cuộc gọi bên ngoài, bà phải nhấn phím 9. Vợ ngủ với ông hàng xóm vì không phải thợ may. Buổi sáng chuẩn bị đi làm, chồng bị vợ gọi giật lại. Anh ơi, cái bàn ăn bị gãy chân rồi, anh sửa cho em đi. Bực mình, anh chồng đáp, cô điên à, tôi có phải thợ mộc đâu. Đến trưa về nghỉ, vợ bảo, anh ơi, nồi cơm điện bị trục trặc không nấu được, nên trưa không có cơm ăn đâu nha. Anh xem sửa hộ cho em để chiều còn nấu cơm. Càng bực mình, anh chồng quát to, cô điên à, tôi có phải thợ điện đâu mà đòi sửa. Rồi anh bó đi ra ngoài ăn và đi làm luôn. Chiều về, thấy vợ đang nấu cơm bằng nồi cơm điện cũ và chiếc bàn ăn đã được sửa chu đáo, anh bèn hỏi, cô gọi thợ sửa chữa nồi và bàn rồi à?
Không, anh hàng xóm sửa hộ đấy. Giật mình, anh chồng nghi ngờ hỏi. Thế nó có đòi gì không? Vợ hớn hở trả lời. Anh ấy không có lấy tiền mà ra điều kiện cho anh ta yêu một cái hoặc là khâu giùm anh ấy cái áo bị rách. Chồng cười tít mắt. Thế em khâu xong cho nó chưa? Cô vợ trợn mắt vác vào mặt chồng. Anh điên à, tôi có phải thợ may đâu mà khâu.